Hallelujah. Kính chào đại gia đình thân thương. Chào các bạn. Hôm nay ngày mới Blue M. Xin kính chúc cho đại gia đình, ông bà, cô chú bác, anh chị em và các bạn một ngày mới vui vẻ nha, bình an, yêu thương, tràn đầy sức mới nha cả nhà. Hôm nay trời đẹp quá cả nhà ơi. Hôm nay Blue M xin dẫn đại gia đình mình đi tham quan hãng xưởng nha. Ở Đức coi những cái tòa nhà hãng xưởng nó hoành tráng như thế nào nha cả nhà. Bây giờ mình mời đại gia đình, mời các bạn nha, đi cùng mình nha, để xem những cái hãng xưởng ở đây, những tòa nhà đẹp như thế nào nha cả nhà, nha các bạn. Mình đi thôi cả nhà ơi, các bạn ơi, mình đi xem thôi nha. Qua màn ảnh nhỏ này cho đại gia đình mình đi du lịch nha, để xem nước Đức có những cái tòa nhà hãng xưởng lớn và đẹp như thế nào nha cả nhà. Wow, cả nhà thấy chưa, tuốt ở phía trong kìa. Wow, hoành tráng chưa, hãng rất là đẹp cả nhà ơi. Đây mình quay lại xung quanh cho đại gia đình mình xem nè. Nó dày lúc 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 ở trên luôn á cả nhà đó các bạn. Hãng xưởng rất là hoành tráng luôn. Hôm nay trời đẹp lắm cả nhà ơi, rất là trong xanh gió mát luôn nè. Và ở đây, ở đây có những lá cờ đẹp nữa nè cả nhà ơi. Wow, ở đây có những lá cờ nè cả nhà, cờ Mỹ nè, lại có cờ Trung Quốc nữa kìa, cờ Anh, cờ Đức. Ở đây chắc hợp tác với nhau đó cả nhà. Hãng xưởng đây chắc hợp tác với nhau để làm đó. Hoành tráng quá. Cả nhà mình xem nè, toàn là kính thôi, rất là đẹp luôn. Đó, đại gia đình mình xem. Wow, những lá cờ này tượng trưng cho các nước nè, mấy nước hợp tác đó cả nhà. Đây, đại gia đình mình xem nè. Đó, hãng xưởng ở trong đây toàn là bằng kính không á cả nhà. Rất là đẹp, rất là lịch sự, rất là hoành tráng luôn. Đó cả nhà, đẹp ơi là đẹp. Wow, những lá cờ tung bay trong gió nè cả nhà ơi, đẹp ơi là đẹp luôn. Và bầu trời trong xanh gió mát, cảnh ở đây cũng rất là hữu tình cả nhà, rất là đẹp luôn. Đây nè cả nhà. Wow, hãng xưởng hoành tráng chưa, rất là hoành tráng nè. Rồi có xe nữa, xe này gọi là xe gì, xe chở hàng hả cả nhà, rất là đẹp, rất là lớn luôn. Xe này gọi là xe tải hả cả nhà, đó, xe tải chở hàng, làm xong sản phẩm rồi thì chở đi đó cả nhà, rất là đẹp luôn. Ô, cả nhà thấy cây xanh, cây xanh tươi luôn. Wow, mát mẻ luôn á cả nhà. Wow, bầu trời bữa nay rất là đẹp, đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi đại gia đình mình cũng xem nè các bạn ơi, ở xa xa kia kìa là hãng Mercedes-Benz. Wow, hãng Mercedes đó cả nhà. Mình tiến tới mình xem nha cả nhà. Các bạn ơi, đi cùng mình nha. Mình đi thôi cả nhà ơi, đi xem hãng Mercedes như thế nào nha. Đẹp lắm. Đây rồi cả nhà ơi, các bạn xem nè, hãng Mercedes đây. Đây, cái hiệu đây cả nhà, Mercedes-Benz. Và ở trên có ngôi sao nữa kìa. Wow, biểu tượng của Mercedes hết cả nhà, rất là đẹp luôn. Còn bằng kính thôi cả nhà ơi, rất là sang trọng, quay nghi luôn, lộng lẫy hào quang luôn. Rất là đẹp cả nhà. Đây, có hàng chữ nha, có ký
hiệu của Mercedes luôn kìa, ngôi sao kìa, rất là đẹp cả nhà. Wow, đẹp chưa, các bạn thấy thích không nè? Đây hãng Mercedes toàn là kính thôi đó, lúc lúc ở đằng xa luôn đó cả nhà, hãng rất là lớn nha, hãng lớn lắm cả nhà ơi. Đó, xung quanh đây là hãng Mercedes đó cả nhà. Cả nhà mình thấy thích không nè? Ai mà vô đây làm là sướng lắm cả nhà ơi, lương cao nha, rồi cũng được đăng ký mỗi tháng chạy xe đó cả nhà, đăng ký một năm á thì xe chạy thì nó rẻ hơn cả nhà, rất là tiện lợi luôn. Muốn xe Mercedes về chạy sướng lắm cả nhà ơi. Wow, đẹp quá, hãng rất là hoành tráng cả nhà. Wow, bao la luôn, rất là rộng luôn cả nhà. Đó, không biết mấy ngàn người công nhân ở trong đây đó cả nhà ơi. Wow, thích ơi là thích nè, được vô trong mà hãng mệt này làm là thích lắm cả nhà ơi. Đây cả nhà, công nhân cũng đi ra ngoài chưa giải lao rồi ăn uống, ở trong cũng có bán thức ăn cả nhà, nhưng nhiều lúc mà thích ăn ở trong thì ăn, còn không thì ra ngoài mua thức ăn ăn cũng được. Wow, trời ơi hôm nay đẹp quá nè, trong xanh gió mát luôn. Cho cả nhà mình xem cảnh luôn nha, vừa xem hãng xưởng mà xem cảnh luôn cả nhà, rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Các bạn thấy hãng xưởng nước Đức như thế nào nè? Wow, hoành tráng luôn. Ở đây đa số là hãng xưởng đó cả nhà, bao la bát ngát luôn đó. Đây cả nhà ơi, mình ra đây mình quay cho rõ hơn nè. Đó, ký hiệu Mercedes nè cả nhà, là ngôi sao sáng luôn, chói lọi hào quang luôn nè. Ờ, cả nhà thấy thích không nè? Bản hiệu này là đặc biệt của nước Đức đó cả nhà, xe mệt là nổi tiếng trên thế giới luôn cả nhà ơi, rất là đẹp. Wow, các bạn xem hãng xưởng nè, lộng lẫy chưa, rất là hoành tráng luôn cả nhà, rất là rộng luôn. Bao la luôn cả nhà ơi, rất là đẹp. Wow, quay trên bầu trời luôn cho cả nhà mình xem luôn. Thích ơi là thích nè. Wow, sang trọng ơi là sang trọng luôn đó. Đó, biểu tượng Mercedes đó cả nhà. Đó, biểu tượng này là khắp thế giới đều biết đó. Hãng xe của Đức là Mercedes này là nổi tiếng khắp nơi trên thế giới luôn cả nhà. Đây hãng xưởng, đây là toàn xe của công nhân đó cả nhà. Đây xe công nhân đó, đậu ở đó để vô hãng làm đó cả nhà. Quá chừng xe ô tô luôn à, các kiểu xe ô tô luôn đó cả nhà. Hãng lớn mà, rất là nhiều xe công nhân đến làm nè. Hoành tráng chưa cả nhà, rất là đẹp luôn nè, cảnh rất là hữu tình, trời trong xanh gió mát nên đẹp lắm. Wow, quay cho đại gia đình mình xem, ở đằng kia xa xa nữa kìa cả nhà, cũng có biểu tượng Mercedes nữa kìa. Đó, nó để khắp nơi luôn, để xung quanh luôn đó cả nhà, cái hãng xưởng nó để xung quanh luôn. Wow, mình cảm ơn đại gia đình thân thương, cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh Bloomer Cuộc Sống Ở Đức của mình. Nếu cả nhà thích Bloomer, cả nhà nhớ đăng ký kênh cho mình với nha cả nhà. Các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh cho Bloomer với nha, để Bloomer có nhiều động lực làm nhiều video hay để cho đại gia đình mình xem nha. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha cả nhà.
Mình kính chúc cho đại gia đình thân thương, nơi nào còn sáng thì một buổi sáng vui vẻ, bình an, phước hạnh, yêu thương, tràn đầy sức mới, được dư dật nha cả nhà. Nơi nào tối thì mình cũng xin kính chúc cho đại gia đình, ông bà, cô chú, bác, anh chị em và các bạn một buổi tối bình an cùng gia đình và người thân nha. Một buổi tối ngủ thật là ngon nha cả nhà. Đại gia đình thân thương nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ông bà, cô chú, bác, anh chị em và các bạn cố gắng chịu khó một chút, đừng đi ra ngoài nhiều nha cả nhà. Giờ này bọn Lu Mờ xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình nha. Và hẹn gặp lại lần sau nha cả nhà. Cả nhà chờ đón xem Blue M sẽ dẫn đại gia đình mình đi đâu nha, xem những gì nha cả nhà. Hôm nay mời đại gia đình mình đi xem hãng xưởng của Đức, ô hoành tráng và những hãng xưởng nó đẹp ra sao, cho cả nhà mình cũng am hiểu thêm một chút gì đó. Ở nước Đức có những hãng xưởng đẹp như thế nào. Vậy nha cả nhà, bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye cả nhà thân thương. Bye bye các bạn. Bye. Hẹn gặp lại đại gia đình nha. Bye cả nhà. Bye.